Xin giới thiệu các bạn, đây là ngải chàng chuối sim á, bông hồng á các bạn, nó đang mà nở ra các bạn. Cái này mình đã làm phép xong, giờ nó đương tổ bông. Mình sẽ đem cái chậu này á, mình sẽ làm phép xong à, chút nữa có người lại nhận á các bạn, nhận cái cây ngải này. Nói về phong thủy á, nó đủ màu sắc. À, kim mộc thủy hỏa thổ có đầy đủ hết. Kim à, là kim loại đó các bạn, những gì nhọn này kia đá là kim loại. Kim mộc, mộc là cây đó các bạn. Hỏa, hỏa là màu đỏ các bạn, cái cây này nè đỏ hỏa. Thủy, thủy mình tưới nước màu tím, cái màu xanh đậm nè các bạn. Mộc, kim, thủy, mộc, hỏa, thổ có đầy đủ hết. Về phong thủy, cây này là cây tàu bà ha. Cây này là cây cây hoa màu con tím. Cây là cây là lưỡi hổ. Đó, các bạn thấy không? Đây là cây ngải làng truyền. Đó, có đầy đủ ha. Đây là cũng gây là cây ngải hổ nữa. Đây là lá đồng tiền. Về tiền bạc, cây này rất tốt về phong thủy. Đây là cây môn. Cây môn cũng là tốt về phong thủy. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là nói về cây ngải. Cái này mình đã tỳ chú 7 bữa các bạn. Giờ người ta sẽ đến nhận cây ngải này, cái chậu này. Cái chậu này các bạn thấy không, có đầy đủ đó, đó. Nhọn là kim nhọn á, đó, lưỡi hổ á, đó. Các bạn thấy chưa? Đó. Thì xây cho các bạn coi á, nó đầy đủ không thiếu gì đó. Đây là cái cây tiền bạc. Tất cả này nó nói đúng ra cái này á là tài lộc không á. Cái chậu này là tài lộc. Nếu mà chậu này để tới cửa nhà các bạn làm ăn buôn bán, để ngay cái kệ tính tiền á là hết sảy các bạn. Tài lộc giàu như nước, tức là thuận tiện xuồng, cũng như xuồng gặp một tức là xem sự may mắn đến cho tài lộc cho người đó. Đây là đem sự may mắn tốt lành nhất. Cái chậu bông này nó bao gồm không thiếu thứ gì hết. Nếu mà nói ngũ hành cũng không thiếu gì hết, từ nói các loại cây cũng không thiếu gì hết, có đầy đủ hết đó các bạn. Đó, cây này rất quý, nó đương tổ bông nè, có nở ra các bạn thấy không? Cái này nó cũng đương búp nè, đó, nó sẽ nở ra chút nữa nữa mà, còn những bông này nó sẽ mở ra tiếp tục. Chút nữa có một cái cửa hàng, người đó để đây nhận đem về, người ta xin tôi cách nay cũng mấy tháng nè, giờ tôi mới làm xong cái chậu này. Chậu này á, tức nhất á, có tác dụng về tài lộc, đem sự thịnh vượng, thịnh vượng đến gia chủ đó, làm ăn có lộc có tài, tiền bạc dồi dào, không sợ thiếu thốn. Cái này á, về hộ thân á, thì làm ăn lúc nào cũng vậy đó. Những cây này là tiền bạc và bảo vệ. Cái này nè, từ những cây nhãi nàng chuyền nè, từ những khó khăn, gặp khó khăn, những người ám hại mình á, thì cây này sẽ hóa giải hết tất cả những gì á, mà người ta ám hại mình, cũng như gặp năm xuôi tháng hạn đó, nó chiếu vô ngay cái cửa tiệm mình. Thì cái này á, mình để ngay cái cung, ngay cái bàn tính tiền đó các bạn, nó sẽ hóa giải hết. Tại vì trong này nè các bạn tính coi, tính coi, 1 ha, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6 ha, 6, cái này nó 7, tức là nó hóa giải hết tất cả những gì xui xui xấu hết. Có 7 loại cây đó, mà điều tốt cho làm ăn buôn bán, cửa hàng cơ sở làm ăn buôn bán
đem lợi nhuận đến cho người đó, mà tánh những thứ gì người ta ám hại mình, tôi làm phép hết trong này hết rồi, làm phép tất cả tấn yếm này kia toàn bộ hết trong chậu này. Chậu này rất quý đó các bạn biết. Cái này công phu lắm các bạn, có nhiều loại lắm, nhiều gọi á, các bạn thấy không? Bảy thứ trong này rất hiếm phải không? Nó ra xanh xui nè, nó ra rất xanh nữa các bạn. Cây ngải hổ các bạn ra thấy không? Đó, cái này không có tứ phân nha các bạn. Chỉ bỏ phân phân rác hay phân thiên nhiên. Bỏ phân thiên nhiên vô rồi tưới nước, rồi trì chú vô thôi. Đó. Cái này nó nở từ từ ra là người đó đem lại sự may mắn tốt lành nhất cho người đó. Cây này rất quý nha các bạn. Người nào may mắn lắm á, mới được nhận được cây này. Tại vì tôi hứa tôi phải làm, còn không hứa thì thôi. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đây là ngải nàng truyền á các bạn. Đó. Quấn khách, kéo khách. Nó đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Quay cho các bạn xem cho biết ha. Cái này rất có giá trị hiện tại. Nói thiệt các bạn, tiền này bạn ai kiếm cũng được hết. Nhưng mà các bạn kiếm được cái chậu này á, là không thể kiếm được. Nó rất quý và có giá trị về mặt tâm linh, về mặt phong thủy, về mặt quyền bí, có đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Các bạn nhìn kỹ đi đó, nó nhỏ, nó xanh tươi không đó, đây chồng chéo lên đầy đủ hết. Các bạn tưởng tượng đi, nếu mà cái này để ngay trước cửa tính tiền á các bạn sẽ tưởng tượng sao, nó sẽ nở bông ra là đem tự may mắn giàu sang đến cho mình. Nếu mà mình không có cơ sở làm ăn á, mình được may mắn mình có cái chậu này để trong nhà, ngay tới cửa nhà ra vô mình cũng có tài lộc đem sự may mắn đến cho mình. Đây là tôi nói ra cũng nhiều lắm rồi đó. Đây là đem lại là tài lộc, sự may mắn đến trong thời gian là thầy đã làm phép xong hết rồi đó, mình chỉ mang về thôi, không cần gì hết. Thầy đã đốt nhang nè, các bạn thấy không, nhang trì chú hết xong hết á, chỉ đem vô thôi mà xài. Cái này á, trước khi làm á, tôi phải coi ngày đúng giờ, tôi sẽ bỏ vô từng cây, tôi trì chú từng cây hết, rồi bắt đầu ngày đó tốt đó, bắt đầu kết thúc á đã bao lâu. Cây này tôi làm được cũng một tuần lễ đó các bạn. Tại vì mỗi cây mình phải kiếm cho đúng vị trí, vị trí của nó. Mình bỏ vô cho đúng hết. Rồi sau đó mình tưới nước, mình điều dưỡng này kia, săn sóc cho nó lên như vậy là ít nhất cũng 2 tuần đó các bạn. Không phải trong thời gian 1 tuần mình làm phép xong, mình tưới nước cũng 2 tuần lễ sau. Rồi cây này may mắn quá nó ra bông. Các bạn thấy không? Từ cái gốc á, nó ra bông nè, đều hết á. Bạn thấy chưa? Cái này may mắn lắm á. Nếu mà người nào được sở hữu cái này á, là tiền vô, nói thiệt với các bạn không thể nghĩ bạn được á. Cái này rất quý nha. Cái này á, nếu mà người nào sở hữu được cây này á, là không thể nghĩ bạn.